trong giai đoạn đầu trận đấu thì sẽ chưa có quá nhiều những vị tướng quá đắt tiền từ 4 hay 5 vàng trở lên, mà thay vào đó nó sẽ là 1, 2 và 3 vàng. Như vậy đây là thời điểm để các cầu thủ có thể suy nghĩ về chiến thuật và đội hình mà họ sẽ lựa chọn để sử dụng leo tới top 1 ngày hôm nay. Đây là Mi sát thủ, liệu có gặp luôn người tình trong truyền thuyết Hoàng Ninja ở round thi đấu đầu tiên hay chăng? Không, mà đó là một cô gái khác, Hoa Nhật Huỳnh, một xạ thủ yêu súng. Và đây là cuộc chiến giữa hai cô gái để xem là nhân phẩm của ai tốt hơn ở trong round thi đấu đầu tiên này. Với đội hình gồm có 3 thú nhân, có vẻ như là Bí Sói đang có một sức mạnh lớn hơn ở trong round thi đấu đầu tiên này và sẽ giành được chiến thắng đầu tiên. Chiến thắng đầu tiên dành cho Bí Sói, và đó sẽ giúp cô ấy tự tin hơn với những cái mục đích mà cô ấy đã nói tới ngày hôm nay tới đây là để đánh bại Hoàng Virus sau cái sự vô tình của anh chàng này. Đang hướng theo thú nhân nhưng Mi Sói cũng mua cho mình hai vị tướng kích hoạt được bộ ninja. Có vẻ như là cũng đang rất hướng tới vị trí của Hoàng Ninja. Người ta là giáo chủ của bộ tộc ninja mà. Và còn đây là màn hình của Tuấn Thích Thú, một người chơi mặc dù anh ta không thích chơi cơ bắp nhưng mà cũng không có một thú nhân nào trên bàn sàn đấu của anh ta cả. Thế là trong màn phỏng vấn lúc nãy là anh Tuấn Thích Thú ra đòn gió rồi. Nói rằng là chắc chắn là mình sẽ thích thú, nhưng đến thời điểm này thì chưa thích thú. Và khi mà Tuấn Thích Thú mới đang có 3 quân cờ thì Huy Thần Tiễn đã có tới 4 quân cờ. Và lập tức để Tuấn Thích Thú tạm dừng chân ở vị trí thứ 8 sau vòng 3. Ngoài ra thì UTS Channel cũng như Tiền Cơ Bắp đều đã thua. Trong khi đó với Hoàng Ninja, mà Ninja đang bị xếp dưới vị sát thủ một chút, và anh ấy là người vừa giành được chiến thắng. Như vậy là sau 3 round thi đấu đầu tiên, chỉ có một người duy nhất giữ được thành tích bất bại mà thôi. Đó là cô nàng xinh đẹp Thảo Hồ Ly khi vẫn giữ nguyên 100% cây máu của mình. Trong khi đó thì tất cả các cao thủ còn lại thì đều đã bị mất máu rồi. Livestream nhiều nên là được fan donate anh ạ. Chúng ta đã hiểu về cái sức mạnh của donate đó. Và 4 giây nữa, màn hình của Thảo Hồ Ly sẽ xuất hiện với 4 con cờ trên sân. Đối thủ của Thảo Hồ Ly sẽ là... Đối thủ của Thảo Hồ Ly sẽ là Huy Thần Tiễn. Mỗi bên đang có 4 quân cờ. Và liệu rằng ở trong round thi đấu này thì tỷ lệ bất bại trong 3 round đấu đầu tiên của Thảo Hồ Ly có bị chấm dứt hay không đây, khi mà Huy Thần Tiễn vẫn còn 2 quân cờ. Con bài rocker của Thảo Hồ Ly khá trí khi mà có thể gánh hết sát thương, và từ đó một mình Văn Hệ là không đủ để thắng với một 200 tê đang có chiêu cuối. Một chút máu thôi nhưng không sao cả, Huy Thần Tiễn đã thua. Thảo Hồ Ly vẫn 100 máu sau vòng 4. Sự tiếc nuối đến từ Huy Thần Tiễn, nhưng biết sao bây giờ khi mà nhân phẩm không tốt, chỉ một vạch máu nữa thôi, nhưng vạch máu đó đủ để tạo nên sự khác biệt. Khả năng là Huy Thần Tiễn không khen Thảo Hồ Ly rồi. Còn đây là Tiền Cuồng Chiến. Thảo Hồ Ly xinh thế mà Huy lại không biết đường mà khen. Thì bởi vì là con mắt của người ta sẽ nhìn ra kiểu khác. Có thể đâu là Huy Thần Tiễn lại nhắm vào Hoa Nhật Huỳnh thì sao? Tiền Cuồng Chiến, người duy nhất chơi cờ liên quân bằng sức mạnh cơ bắp, thì lại đang đi theo hướng đó là sát thủ ở trong những round thi đấu đầu tiên này, với 3 sát thủ gồm có Enzo, Nacros và Zil. Những cả 3 sát thủ trong đội hình của Tiền Cuồng Chiến thì đều mới chỉ là 1 sao mà thôi. Dù sao thì nhân phẩm của cả 8 kỳ thủ hiện tại đang khá ngang bằng nhau. Họ đều không được độ ở trong những cái ván đấu đầu tiên, khi mà họ không thể lấy được những cái quân cờ và những cái bộ cờ mà họ chơi chắc tay. Và đây là lúc mà với lượng tiền hiện tại của Hoàng Virus 37 tiền, anh ấy sẽ có những thay đổi. Cấp độ 4 sẽ lên cấp 5 hoặc là lấy những cái bộ khác. Và hiện tại thì Hoàng Virus đang chơi bộ cung thủ và thú nhân, kích thêm trợ thủ và ma tộc. Đây đều là những cái hệ tướng, hệ nghề nghiệp và phe phái đang rất mạnh ở những phiên bản gần đây. Có vẻ như sau những round thi đấu đầu tiên chơi theo cách đó là chuỗi thua để tích lũy được lượng tài chính, thì thời điểm này anh Hoàng đã có dấu hiệu của sự comeback rồi. Và với việc đang lấy khá nhiều thú nhân thì có vẻ như anh Hoàng không giống với anh Tuấn Thích Thú. Đó là anh Hoàng giữ đúng lời hứa của mình là sẽ nhắm thẳng vào Tuấn Thích Thú để có thể công kích ở trong hai người đang cùng tranh đoạt nhau ở vị trí thứ 7 và vị trí thứ 8 đó. Hoa Nhật Huỳnh gặp Tuấn Thích Thú, và với tình hình hiện tại thì không rõ ràng là Hoa Nhật Huỳnh có thể dễ dàng thắng anh chàng cơ bắp này hay không, khi mà số lượng quân cờ của Tuấn Thích Thú đang là nhiều hơn. Và thua rồi, Hoa Nhật Huỳnh sẽ thua. Đã có theo Anas từ rất sớm, một vị tướng 4 tiền có sức mạnh lớn ở trong giai đoạn giữa đến cuối của Tuấn Thích Thú. Và có vẻ như là ở trong những round thi đấu đầu tiên thì anh Tuấn vẫn chưa thích thú một chút nào cả. Và Mi Sói thì vừa mới thua, không rõ là thua ai. Trong 8 người tham gia ngày hôm nay thì tôi thấy rằng là giữa Mi Sói và Hoàng Ninja là hai người có cái duyên nợ lớn nhất thôi. Còn là những người khác tôi thấy rằng là đang đều rất là bình thường.
rất là bình thường. Cafini 4 sao và hai con Cafini cùng lúc. Đây là một lợi thế cực kỳ lớn dành cho UTS Channel. Tuy nhiên thì anh ta là một trong những người chơi thánh đồ rất là giỏi. Vậy nên tôi cũng đang chờ xem rằng là anh ta sẽ sử dụng bộ thánh đồ như thế nào. Hiện tại thì UTS Channel vẫn đang xếp ở đầu bảng, nhưng đây mới là vòng thứ 7 mà thôi. Khi các bộ cờ của từng kỳ thủ vẫn chưa rõ ràng. Và đây là thời điểm mà các bạn có thể suy nghĩ về việc là cướp cờ đối phương như thế nào. Gặp Hoa Nhật Huỳnh, đó là Hoàng Ninja. Hoàng Ninja và Hoa Nhật Huỳnh, tất cả món đồ đang sở hữu trên bàn cờ thì anh Hoàng đều lắp cho Vera. Nhưng Vera mới chỉ một sao mà thôi. Nhưng không sao cả, khi mà Vera vẫn đang là đam chủ lực. Trong khi đó nội tại đến từ bộ trợ thủ giúp cho Vena có thể chống chịu được một khoảng thời gian rất lâu. Ở đây là chiến thắng dành cho anh Hoàng. Nếu Hoa Nhật Huỳnh là Amy thì có khi là anh Hoàng Vera đã thua rồi đấy. Anh Tuấn Gấu khéo thế, lại nhắc đến đúng người mà tôi thích. Nói thật với anh là ở trong cuộc tranh đoạt bí kíp này là tôi cổ vũ cho anh Hoàng. Để tí nữa là anh Hoàng đoạt được bí kíp thì anh ấy cũng sẽ chia sẻ bí kíp cho tôi. Có thể là số của Amy chẳng hạn. Thế thì không rõ là có bạn khán giả nào cũng đang có cùng suy nghĩ với cả bình luận viên Anh Dũng hay không. Còn trên màn hình của chúng ta đó là màn hình của Huy Thần Tiễn. Lúc này thì Huy Thần Tiễn đang sử dụng cho mình bộ cung thủ và đấu sĩ làm bộ chính. Trong khi đó thì Cuồng Chiến và Thợ Săn Quỷ là hai bộ phụ. Nhìn chung về cơ bản thì cờ của Huy Thần Tiễn ở mức chung chung. Không mạnh quá mà cũng không yếu quá. Em Huy của tôi đang đi theo thiên hướng Cuồng Chiến. Mặc dù nhìn Huy thì không cơ bắp chút nào cả. Đúng rồi. Nhưng ông lại đang thay thế cho tiền Cuồng Chiến để sử dụng hai Cuồng Chiến ở trong round đấu đầu tiên này. Huy Thần Tiễn vẫn đang có được vị trí thứ hai ở trên bảng xếp hạng. Nhưng nó có thể thay đổi sau round thi đấu này khi mà đối thủ của Huy chính là tiền cơ bắp. Đúng vậy. Chính là tiền Cuồng Chiến. Không đó. Chơi Cuồng Chiến, chơi sát thủ nhưng đã giành chiến thắng trước bộ Cuồng Chiến của Huy Thần Tiễn. Đó là sức mạnh cơ bắp thực sự. Và con bài Chona trong đội hình của tiền Cuồng Chiến làm rất tốt điều này thì gần như rằng là các cái hiệu ứng khống chế của Huy Thần Tiễn đã bị giải hết. Và Hayate của bên phía tiền Cuồng Chiến được bắn. Lúc sau thì đó là một cách xếp cờ khá là hay và nó khá là hiệu quả của tiền Cuồng Chiến đến lúc này. Còn đây là màn hình của Hoa Nhật Huỳnh. Hiện tại cô nàng đã lên được cho mình cấp độ 6, vòng thứ 9. Hoàng Ninja, 80 máu và Mi sát thủ, người có rất nhiều duyên nợ với anh thì đang xếp cuối cùng. Thảo Hồ Ly đã có Crest 2 sao rồi kìa. Nhân phẩm tuyệt vời đến từ người con gái xinh đẹp đang đứng ở vị trí khá cao ở trên bảng xếp hạng. Đúng vậy. Còn đây là Huy Thần Tiễn. Cảm giác sau Huy Thần Tiễn gặp những người đàn ông thì lại dễ dàng chiến thắng thế nhỉ? chưa biết chừng khi mà Hayate không, như vậy là không thể lật kèo được dành cho anh Hoàng. Và Huy Thần Tiễn đã có chiến thắng tiếp theo của mình. Trong khi đó, đây là Thảo Hồ Ly với việc đã có Crest 2 sao từ cấp độ rất sớm như thế này thì Thảo Hồ Ly đang là một thế lực thật sự ở trên bàn cờ của chúng ta. Quan trọng là Vera, con bài rất mạnh trong đội hình của Thảo Hồ Ly đã có hai đồ. Và hai món này có một món đó là sách thành. Tôi đánh giá rất cao món đồ này. Khi mà Vera lập tức có thể tạo ra được một lượng sát thương rất lớn để bốc hơi, nhất là 1 đến 2 quân cờ trên bàn cờ của đối phương. Và sau vòng 10 này thì để xem rằng là ai sẽ có đồ ngon hơn. 4 sát thủ, 2 ninja. Đó là bài của Bí Sói. Trên bàn cờ của chúng ta đang có hai người chơi sát thủ, hai người chơi thú nhân. Còn lại là những bộ cờ khác nhau ở trong giai đoạn này. Đây là round quái, round mà cũng thể hiện rất rõ nhân phẩm của các kỳ thủ. Đây, chẳng hạn như Huy Thần Tiễn lại ra ngay thêm một vương miện hy kết như nữa như thế này thì có lẽ là Huy Thần Tiễn cũng không thích lắm. Nói chung là cũng ngon. Nhưng mà với bộ cờ của Huy đang sử dụng thì hai cái vương miện hy kết thì nó lại không phù hợp lắm. Vậy. Dù sao thì anh ta cũng có thể cầu trời khấn Phật rằng là ngày hôm nay cái nhân phẩm của mình nó sẽ lên tiếng. Huy có nói với tôi rằng là trước trận đấu này Huy rất là muốn có cách nào đấy để không phải xếp thứ 8. Nhưng mà ngày hôm nay thì Huy đang làm rất tốt đấy chứ. Hiện tại đang xếp thứ 4. Và Mi sát thủ thì đang rơi vào một khoảng đáng báo động khi mà lượng máu còn lại của cô nàng này chỉ còn là 56 mà thôi. Nãy giờ thì hình như là Hoàng Ninja và Mi sát thủ vẫn chưa gặp nhau bao giờ. Và hai người đang ở bên cạnh nhau. Đúng vậy. Nhưng là ở bên cạnh nhau ở hai vị trí cuối cùng ở trên bảng xếp hạng. Và để xem rằng là Mi sát thủ cái lần này sẽ gặp ai. Gặp Hoàng Ninja. Vừa nói xong thì gặp ngay Oan Gia luôn. Và để xem rằng là ai sẽ giành chiến thắng. Đó là sự tuyệt tình đến từ anh Hoàng Ninja hay đó là một suy nghĩ tâm tư của một cô gái. Anh Hoàng, như vậy là anh Hoàng đã giành chiến thắng trước Mi sát thủ rồi. Mi sát thủ đến thời điểm này chưa thể hoàn thành được tâm nguyện của mình khi tới với chúng ta ở đây ngày hôm nay để có thể là trả thù tình.
không hề có sự nâng tay nào đúng không? Không hề có sự nâng tay nào, và đúng như những gì mà anh Hoàng Virus đã nói rằng là anh ta tới đây để có thể tranh đoạt bí kíp. Đó là điều mà anh ta quan tâm mà thôi. Huy Thần Tiễn đã leo lên vị trí thứ hai và xếp đầu tiên là Hoa Nhật Huỳnh. Sau một khoảng thời gian dài xếp đầu bảng thì hiện tại UTS Channel và Thảo Hồ Ly đang cùng đứng ở giữa bảng xếp hạng. Nó giống như là đang hình thành ra các cặp đôi rồi đó. Đúng là như vậy, đang kiểu như là chia từng cặp ở trên, nghĩa là 4 cặp đúng không anh? Đúng vậy. Đã vừa nâng cấp lên cấp độ 7, đó là Hoa Nhật Huỳnh. Mỗi cấp độ thì sẽ tương ứng với một quân cờ xuất hiện ở trên bàn cờ. Và việc có cấp độ cao hơn đối thủ cũng là một lợi thế. Bên cạnh việc nhân phẩm tốt thì việc sử dụng quân cờ trong tay mình và lên cấp độ cũng như là tích lũy lượng tiền một cách hợp lý cũng là một trong số những bí kíp để có thể giành được chiến thắng ở bộ môn cờ liên quân. Đúng là như vậy. Còn bài Caffeine bên phía của Hoàng Ninja của Hoa Nhật Huỳnh đang được xả sát thương rất mạnh. Một pha úp đến từ Badum. Và đây là lúc mà Hoàng Ninja sẽ thua hay là thắng đây. Tôi thấy rằng là anh Hoàng đang đuối thế rồi. Số lượng cờ còn lại của Hoa Nhật Huỳnh đang là rất nhiều. Và chiến thắng dành cho Hoa Nhật Huỳnh tiếp tục giữ vững vị trí đầu tiên. Hoa Nhật Huỳnh vẫn đang bất lực với bộ cờ của mình khi từ nãy đến giờ thì cô nàng xinh đẹp vẫn đang ở vị trí đầu tiên và có thể coi như là cũng đã ở gần bí kíp hơn so với 7 cao thủ còn lại của chúng ta. Đúng là như vậy. Và hiện tại thì đội hình của Mỹ Sói đã hoàn thành là 6 trên 6 sát thủ, cấp độ 6 và chỉ có 6 sát thủ. Đây là một cô nàng, tôi nghĩ là tôi sẽ dành sự hâm mộ cho cô ấy. Khi mà cô ấy nói rằng là cô ấy là giáo chủ của hội sát thủ thì bây giờ cô ấy cũng chơi đúng yệt như vậy luôn. Trong 8 kỳ thủ ngày hôm nay thì chỉ có duy nhất Mỹ Sói chơi đúng cái bộ mà mình quen tay nhất. Giáo chủ của bộ sát thủ và đã full 6 sát thủ rồi. Đây là người cũng chơi theo cái tên đó là UTS Channel. Khi mà anh ấy đã chơi với bộ thánh đồ có khả năng gây câm lặng đối thủ rất khó chịu, và nó đang khiến cho cả 6 sát thủ của Mi sát thủ mất đi một cách quá nhanh. Thì sát thủ mà gặp thánh đồ thì chắc chắn là bị câm lặng rồi. Còn Hoàng Ninja đã giành chiến thắng, Tiên Cuồng Chiến đã thua. Mi sát thủ còn lại 33 máu và đây là vòng thứ 14. Số lượng máu bị trừ đi sau mỗi round thua tính từ những cái vòng mà từ 12 trở lên thì phải sẽ là rất là nhiều, khi mà cấp độ của những người chơi đã lên đến khoảng cấp 6 và cấp 7. Do đó nếu như cứ tình trạng hiện tại thì Mi sát thủ khả năng sẽ dừng chân ở vị trí thứ 8 là rất cao. Và cô nàng này cần phải thay đổi một cái gì đó. Trong khi đó thì UTS Channel chỉ còn thiếu một Zindu nữa thôi là sẽ có cho mình Zindu 3 sao. Ở bản cập nhật gần nhất của cờ liên quân thì Zindu cũng đã được tăng sức mạnh. Caffeine bên này xả đi đâu ấy? Vừa rồi đó một pha mà xả chiêu cuối, tôi nghĩ rằng là nó không được nhân phẩm độ đến từ Hoa Nhật Huỳnh, xả chất rồi. Và đó là lợi thế dành cho đối thủ của cô ta, Tuấn Thích Thú. Ở phía bên này thì sao? Tuấn Thích Thú giành chiến thắng, Hoàng Ninja giành chiến thắng, Tiền Cơ Bắp cũng giành chiến thắng. Như vậy là Hoa Nhật Huỳnh đã bị chấm dứt đi chuỗi thắng của mình bởi Tuấn Thích Thú. Anh Tuấn đã lừa hết tất cả 7 cao thủ còn lại khi nói rằng là mình sẽ chỉ chơi thú nhân mà thôi. Thực tế là ở thời điểm này chỉ có một thú nhân ở trên bàn cờ và ở ô dự bị của anh Tuấn, đó là Gress. Đây là một động thái giam cờ chứ không phải là một động thái muốn chơi thú đến từ anh Tuấn Thích Thú. Đúng vậy, và Tuấn Thích Thú hiện tại đang có 4 hắc ám, 2 cung thủ, 2 đấu sĩ và 2 tinh linh. Đây là một trong những bộ cực kỳ mạnh về giao tranh ở thời điểm giữa và cuối trận. Tỷ lệ thắng của những bộ này trong các phiên bản cập nhật gần đây của cờ liên quân nó cũng là ở mức rất cao. Và giống như việc là Tuấn Thích Thú đang được độ thì phải, những cái món đồ mà anh ta lắp vào cũng khá hợp lý đó. Hai sách anh Tuấn Thích rất Thú rất nhiều nha, 2 sách truy hồn, 2 vương miện hệ kết và thêm cả một cái huân chương choi nữa. Cái này là vào song rồi à, chắc chắn là anh Tuấn ở thời điểm này là mồm là lẩm bẩm là vào song với cậu. Đúng rồi đấy. Còn Thảo Hồ Ly thì sao? Đây là Thảo Hồ Ly. Thảo Hồ Ly đã lấy cho mình ba lốc và Thảo Hồ Ly cũng vừa mới đạt được cấp độ 7, vẫn đang rất trung thành với bộ thú nhân nhưng đang thiếu Bandum. Đấy là lúc mà nhân phẩm lên tiếng đó. Đây là giai đoạn vòng 16, bạn để lấy được một con Bandum 4 vàng, bạn cần rất nhiều những cái sự may mắn, và đặc biệt hơn là như những gì mà chúng ta đã nói từ đầu cho tới giờ, đó là nhân phẩm. Và Thảo Hồ Ly lần này sẽ gặp ai? Trên bàn cờ cũng mới chỉ có một Bandum mà thôi, nên trong giai đoạn tiếp theo thì Thảo Hồ Ly vẫn sẽ còn rất nhiều hy vọng để có thể nhìn thấy chú Bandum của riêng mình. Và đây, vừa nhắc đến Bandum thì gặp ngay người có Bandum, đó là anh Hoàng Ninja. Cả hai đều dựa vào đam chủ lực là theo Anas và Vera, mỗi vị tướng ở một bên cánh. Và cả hai đều đang gây ra rất nhiều sát thương, nhưng có vẻ như là anh Hoàng đang có lợi thế hơn. Bởi vì đó là vì anh Hoàng có Bandum.
Còn vừa rồi tôi để ý qua có một sự bất ngờ khi người đầu tiên đạt được một con cờ 3 sao trong 8 kỳ thủ, Huy Thần Tiễn. Huy Thần Tiễn đã có một con cờ 3 sao rồi. Emily là một vị tướng mà nếu như các kỳ thủ đang theo dõi sâu match tranh đoạt bí kíp có tham gia chơi cờ liên quân từ thời điểm đầu sẽ biết rằng là ở trong phiên bản đầu tiên thì Emily sở hữu một sức mạnh vô cùng cơ bắp, vô cùng ghê gớm. Đúng vậy. Để xem nào, thánh đồ 4/6. Thực ra việc chơi bộ thánh đồ thì là một cái bất lợi dành cho UTS Channel. Thì khi mà để mà bộ thánh đồ này mạnh nhất, bạn cần phải có 6 con cờ. Nhưng trong khi đó thì có từ 1 tới 2 con cờ rất là khó để roll, để quay ra được ở những cái vòng khoảng 17 như thế này. Và sau đó thường nó sẽ là khoảng sau vòng 24-25, tỷ lệ nó sẽ ra cao hơn. Hoa Nhật Huỳnh gặp Hoàng Ninja. Cặp đôi này đã gặp nhau khá nhiều lần trong cái trận đấu ngày hôm nay. Là như vậy, Hoàng vẫn tạo ra được rất nhiều sát thương đến từ hai cánh và một tình huống địa giam đẹp đến từ Bandum. Có Bandum khá khác bọt và sát thương tuyến sau vẫn đang được xả ra, vẫn đang bắn rất lực đến từ vị trí của Theonas. Liên tục là chiều cuối và thêm một chiến thắng nữa dành cho anh Hoàng Virus ở trong round thi đấu thứ 17 này. Đúng là như vậy, nhưng dù sao thì Hoa Nhật Huỳnh vẫn đang còn rất nhiều máu, đến 74 máu cơ. Đây là màn hình của Huy Thần Tiễn, một Amelie 3 sao, 2 đấu sĩ, 2 cung thủ, 2 cuồng chiến, 2/3 liên hiệp và một phát luôn kích 6 bộ. Đang bị tham này, Huy đang bị tham khi mà có rất nhiều quân cờ dự bị ở phía dưới và đang chưa biết là sử dụng nghề nghiệp hay phe phái nào, bởi vì ở trong cờ liên quân của chúng ta có quá nhiều nghề nghiệp và phe phái và mỗi nghề nghiệp phe phái đều có một sức mạnh riêng và đều vô cùng lợi hại khi đặt lên bàn cờ, nên chắc chắn là Huy vẫn đang cực kỳ phân vân. Bản thân tôi thì lại là một người chơi theo lối tôi rất là thích kích nhiều bộ cùng một lúc. Vậy nên là khi mà thường bạn kích khoảng từ 5 đến 6 bộ á, chẳng cần biết là có mạnh hay không, nhưng mà nhiều bộ hơn thì tôi nghĩ rằng là sẽ có nhiều hiệu ứng hơn. Nhưng bẵng đi một quãng thời gian bởi vì hơi tham trong việc lựa chọn nhiều bộ thì Huy Thần Tiễn đang chỉ có cho mình là 23 máu mà thôi. Ở trong round thi đấu này thì liệu Huy có thể giành được một chiến thắng hay không? Câu trả lời nhiều khả năng là không. Không. Và bây giờ là còn bao nhiêu máu? 18 máu. 18 máu còn lại. Và khi tôi nói về việc là mi sát thủ có thể dừng chân ở vị trí thứ 8 thì bây giờ Huy Thần Tiễn đã tự mình đưa mình vào cờ tử. Này, khéo có khi cái thuyết âm mưu tôi nói với anh lúc nãy lại đúng. Có khi lại tự khen mình. Thật. Có khi lại tự khen thật. Tự khen mình. Hôm nay tự nhiên lại soi gương thấy đẹp trai quá. Ui, hôm nay mình nhân phẩm tốt thế. Đúng. Là cuối cùng đến thời điểm này là nguy cơ toang đang là khá cao, chặt. Toang rất cao đấy. Cấp độ 8 đến từ Hoàng Virus, 5/6 thú nhân, 2/4 cung thủ và có đến 3 phù thủy. Bộ của anh ta hiện tại đang rất mạnh. Và một pha úp tốt đến từ Ba Đùm. Một pha chống trả đến từ Hoàng Virus, nhưng hiện tại thì số quân cờ còn của Tuấn Thích Thú đang là nhiều hơn. Thua rồi. Anh Hoàng đã thua và Huy Thật Tiễn vừa quay ra thấy ngay top 8. Nhìn mặt em tôi bây giờ là đờ đất lắm rồi. Trong khi đó thì Mi Sói, người tưởng chừng sẽ phải về ở vị trí thứ 8, lại đang rất vui khi đã có một cao thủ phải rời bỏ cuộc chơi sớm hơn mình. Việc mà một ai đó về đến cái vị trí thứ 8 thì 7 người còn lại chắc chắn đều sẽ rất vui mừng mà thôi. Và như vậy thì chắc là tôi và anh đã đoán đúng rồi. Hôm nay Huy Thần Tiễn đã tự khen mình. Tự soi gương, tự khen rồi. Ai lại làm thế? Và ok, như vậy là sau 20 vòng hiện tại chúng ta đang còn lại 7 người trên bàn cờ. Thì Mi Sói vẫn đang nằm ở mức nguy hiểm khi cô nàng chỉ còn lại 16 máu mà thôi. Kế trên đó là Thảo Hồ Ly. Hai cô gái của chúng ta đang bị đẩy vào nhóm chót của bảng xếp hạng. Trong khi đó, một mình Hoa Nhật Huỳnh vẫn đang băng băng ở vị trí thứ nhất. Hoa Nhật Huỳnh vẫn chiếm cho mình vị trí đầu bảng xếp hạng ở một khoảng thời gian rất lâu. Đối thủ đang là cực kỳ nặng ký để có thể đoạt được bí kíp của chúng ta ở trong ngày hôm nay. Vẫn còn một những ẩn số nữa, đó là ba anh chàng, đó là anh Hoàng Ninja, UTS Channel và cả Tuấn Thích Thú. Anh Hoàng thì tôi rất là thích cái cách xếp cờ của anh ấy. Vừa quay sang màn hình của anh Tiền Cuồng Chiến thì chúng ta thấy là nhân phẩm tốt như thế nào khi mà Diêu đã đạt cho mình được 3 sao rồi. Bên cạnh cũng là một Quillen 3 sao. Nhưng ở thời điểm này thì anh Tiền Cuồng Chiến đang có được vị trí, đó là vị trí thứ 5. Khá đắc địa, dù sao thì đây cũng là vị trí có nhiều sự biến động, bạn không thể biết được. Và cái quan trọng là cái dàn chống chịu của Tiền Cuồng Chiến đang rất là ngon. Có con Chao Na rất hay. Khi mà có thể giúp đồng đội của mình có thể giải được hiệu ứng khống chế. Khi chơi sát thủ thì tôi nghĩ rằng là cách xếp cờ của Mi Sói đang hợp lý hơn một chút so với đội hình sát thủ. Cái đội này sẽ nhảy hết ra đằng sau mà. Nên là bạn xếp ở đâu nó cũng như thế thôi. Và đội hình sát thủ của Mi Sói đang có lợi thế nhiều hơn nha.
đang rất mạnh với đầy đủ 6 sát thủ, cũng có sát thương từ tuyến sau đến từ vị trí của Theonas. Đây sẽ là chiến thắng dành cho Mi Sói. Thắng và như vậy giữ lại được 16 máu cho mình. Thảo Hồ Ly gặp với Hoa Nhật Huỳnh, và trong một cuộc chiến như thế này thì tôi nghĩ rằng là Hoa Nhật Huỳnh sẽ giành nhiều lợi thế hơn. Hai cờ rest đánh nhau, hoa cờ rồi. Còn Hoàng Ninja và Utes Channel đã giành chiến thắng. Tuy vậy thì thứ hạng của các người chơi sau 22 vòng vẫn vậy. Sách truy hồn là một món trang bị đang rất mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại của Cờ Liên Quân, và đây là một món trang bị mà tất cả các cao thủ đều truy lùng ở trong những round mà chúng ta có được những món trang bị đến từ việc hạ quái. Đúng vậy, và những vị tướng như kiểu dạng phù thủy như là Vera rất thích về cái món sách truy hồn này. Hoa Nhật Huỳnh đang có cách xếp cờ ở cấp độ 8, một cách xếp cờ khá là dàn đều. Nhiều bộ nhất là Tuấn Thích Thú đã đạt cho mình cấp độ 9 rồi, và có cả Hồ Ly nữa. Và để xem rằng là lần này Tuấn Thích Thú sẽ gặp ai. Mỹ sát thủ tiếp tục gặp bản sao. Bản sao của Tuấn Thích Thú. Bản sao. 8 đánh 9. Theonas đã bị Hồ Ly Liliana của bên phía Tuấn Thích Thú khiến cho không được chơi trong cả round thi đấu này. Và rất có thể là Mi Sói sẽ phải rời khỏi cuộc chơi của chúng ta. Và đúng như vậy là Mi Sói sẽ dừng lại ở vị trí thứ 7. Thứ 7. Đây là màn hình máy của Thảo Hồ Ly. Thảo Hồ Ly có vẻ như vừa giành được chiến thắng trước anh Hoàng Ninja. Và Hoàng Ninja, lúc này lượng máu còn lại của Hoàng Ninja, tôi để nãy giờ anh ta không bị thay đổi quá nhiều. Ngay sau round thua vừa rồi thì còn lại 38 máu. Và còn với Thảo Hồ Ly, trong khoảng 3 lượt gần đây thì cô nàng này đã ra rất nhiều những vị tướng 5 sao. Đây là thời điểm căng thẳng nhất của mỗi ván cờ, thời điểm từ round thứ 20 đổ đi. Đó sẽ là thời điểm mà mỗi round thi đấu, nếu như bạn thua bạn sẽ bị đi rất nhiều máu. Rất có thể là sau một ván đấu mà thôi bạn sẽ bị out ra khỏi cuộc chơi này. Và đi sát thủ trong tình huống vừa rồi là một ví dụ điển hình. Vậy, và hai người có nguy cơ bị out sau cái ván thua từ vòng 23 trở đi hiện tại đang là Mi Sói và Tuấn Thích Thú thì phải. À đâu, đó là Tiền Cơ Bắp. Đó. À đâu, lần này là Tiền Cơ Bắp và Thảo Hồ Ly chứ. Cuộc chơi của hai người cuối bảng. Những vị tướng 3 sao của Tiền Cơ Bắp vẫn đang rất lực lưỡng ở thời điểm này. Một tình huống địa giam tương đối đẹp đến từ vị trí của Ban Đùm. Gress vẫn đang là một thủy thần tích thực, nhưng Gress sẽ phải 1-4 trong pha thi đấu này. Thêm một lần thủy thần nữa, vẫn còn cơ hội để giành chiến thắng trong round này dành cho Thảo Hồ Ly. Quá nhiều máu, và Gress này đang quá nhiều máu. Còn lại 5 giây, 4 giây, 3 giây, hòa cờ hay không? 1, và đây là hòa cờ. Rất may mắn khi mà hai người đứng ở cuối bảng xếp hạng đều cùng gặp nhau. Nhưng vẫn may đã mỉm cười với họ một chút. Họ vẫn sẽ tiếp tục ở lại. Trong khi đó thì UTS Channel, khi mà chúng ta đang phải xem cuộc giao tranh giữa hai người đứng ở vị trí cuối bảng, thì bất ngờ UTS Channel một phát out ra khỏi cuộc chơi luôn, dừng lại ở vị trí thứ 6. Tôi cũng thấy bất ngờ. Ơi đen. Tôi và anh Dũng đều cảm thấy bất ngờ về cái đó đó. Và ba người đã bị out rồi, còn lại Tiền Cơ Bắp, Thảo Hồ Ly, Hoa Nhật Huỳnh, Hoàng Ninja và Tuấn Thích Thú. Đây là Hoa Nhật Huỳnh sẽ đấu với cả Tuấn Thích Thú. Nhưng mọi lần thì Caffeine của Hoa Nhật Huỳnh cứ bị bắn đi đâu ấy nhỉ? Nhân phẩm không tốt rồi, nhân phẩm của Thảo Hồ Ly đang là không tốt khi phải đối đầu cùng với anh Hoàng Ninja ở trong round thi đấu này. Và đội hình 6 thú của anh Hoàng Thích Thú đang rất khỏe. Tiền Cơ Bắp sau pha thua vừa rồi còn 5 máu, nhưng Thảo Hồ Ly vẫn còn lại cho mình 1 máu. Ui, một que, còn đúng một que. Và đến được round thi đấu này, nếu như nhân phẩm của Thảo Hồ Ly tốt và sử dụng tốt 37 vàng còn lại, cũng như là nhận được những món đồ thật sự ưng ý ở sau round thi đấu thứ 25 này, thì biết đâu đó một máu của Thảo Hồ Ly lại có thể làm nên chuyện thì sao? Đúng vậy, tầm này với một máu thì còn làm gì được nữa. Hãy quay hết vàng thì thôi. Và sau round quái này, Thảo Hồ Ly sẽ buộc phải chiến thắng nếu như muốn tiếp tục trụ lại ở trên bàn cờ này. Grass của Thảo Hồ Ly đang rất mạnh nha, có 3 món đồ mà tôi nghĩ rằng là khá ổn. Với Giáp Gaia, với Sách Thánh và thêm cả quân trưng choi nữa. Đây rồi, e là lấy liềm đoạt mệnh. Mệnh dành cho Theonas, để đảm bảo rằng Theonas có thể bắn được nhiều nhất. Đây là màn hình máy của Hoa Nhật Huỳnh, người đã đứng ở vị trí top 1 trong một khoảng thời gian rất dài. Bắt đầu chuyển bài sang đó là 3 ma tộc rồi. 3 ma tộc, có ma tộc và có cả cuồng chiến nữa, cấp độ 9. 21 giây còn lại dành cho các kỳ thủ. Tuấn Thích Thú vẫn đang xếp ở vị trí thứ nhất với 63 máu. Trong khi đó thì đây là cờ của anh Hoàng Ninja. Cách xếp cờ rất lạ.
dường như là để bảo kê cho các vị trí chủ lực như là Vera và Telnas được bắn. Trong khi đó thì với cái cách xếp này của Thảo Hồ Ly, tôi có dự cảm không lành anh ạ. Thảo Hồ Ly vẫn đang đặt tới 2 Pena ở trên bàn cờ, mặc dù có Ma Lốc 2 ở phía dưới nhưng nó sẽ làm mất đi nội tại của Ma Tộc. Đối thủ của Thảo Hồ Ly một lần nữa là tiền cơ bắp, ai thua sẽ phải out khỏi cuộc chơi ở trong ván thi đấu này. Và người đó sẽ là... Người đó... Không, Thảo Hồ Ly vẫn còn Crest. Hay là cả hai, hòa cờ là cả hai cùng đi đấy. Hòa cờ là nhiều khả năng cả hai cùng đi. Như vậy là tiền cơ bắp vẫn giành chiến thắng ở trong round thi đấu này và đẩy Thảo Hồ Ly kết thúc cuộc chơi ở vị trí số 5. Như vậy là sau một màn giao tranh căng thẳng thì hiện tại 8 kỳ thủ chúng ta chỉ còn lại 4 người mà thôi, và có duy nhất một cô gái đang trụ lại đến lúc này. 13 máu đến từ vị trí của Hoa Nhật Huỳnh. Và tôi tin chắc rằng lúc này những lời cổ vũ đến từ những người hâm mộ của Hoa Nhật Huỳnh có thể là giúp cô ấy tự tin, và biết đâu nhân phẩm độ thì sao. Không, Hoa Nhật Huỳnh đã khóc rồi. Rất nhanh, Hoa Nhật Huỳnh đã dừng lại ở vị trí thứ 4, mặc dù có một quãng thời gian rất dài đứng đầu trên bảng xếp hạng. Nhưng vậy, cờ Liên Quân ăn nhau về cuối anh ạ. Cờ Liên Quân ăn nhau về cuối. Và đây là cuối rồi đấy. 16 giây, ba người đàn ông cùng tranh đoạt bí kíp. Và liệu rằng có giống như những gì anh Hoàng Virus nói hay không, hay là tiền cuồng chiến, người thích chơi bằng sự cơ bắp của mình. Rất căng thẳng, rất căng thẳng. Tiền đang cố gắng để có thể sử dụng lượng tiền của mình một cách hợp lý. Đối thủ của tiền cơ bắp sẽ là Hoàng Ninja. Và Len đã áp sát được Theonas. Theonas của anh Hoàng không được chơi ở trong ván thi đấu này. Và Caffeny lần này thì lại bắn đi đâu đó. Dù sao thì với việc có chiến thắng thế này, tiền cơ bắp vẫn giữ lại được cho mình 5 máu. Hoàng Ninja mất còn 12 máu thì phải, 12 máu. 12 máu. Và đến round kế tiếp thì Hoàng Ninja hoặc tiền cơ bắp, ai thua thì sẽ out khỏi bàn cờ luôn. Có vẻ như không chỉ giành chiến thắng trước Hoàng Ninja mà bản sao của tiền cơ bắp cũng giành chiến thắng trước Tuấn Thích Thú, khi mà lượng máu của Tuấn Thích Thú ở thời điểm hiện tại cũng chỉ còn là 32 máu nữa mà thôi. Nhưng mà có nhiều trường hợp nhé, bản sao giành chiến thắng nhưng mà đến khi bản thật đánh thì lại thua đấy. Tôi gặp rất nhiều trường hợp như thế rồi. Đây, tiền cơ bắp biết chắc rằng ván thi đấu này mình sẽ phải đụng độ với Tuấn Thích Thú và đang soi cờ của đối thủ để có thể sắp xếp một cách hợp lý nhất. 4 giây, 3 giây. Và đây là tiền cơ bắp gặp Tuấn Thích Thú. Nếu tiền cơ bắp thua thì anh ấy sẽ... Caffeny đã bị hồ ly của Tuấn Thích Thú khiến cho không được chơi. Quân cờ rất quan trọng trong bàn cờ của tiền cuồng chiến. Thôi xong rồi. Và như vậy là Tuấn Thích Thú đã tiễn tiền cuồng chiến, tiền cơ bắp ra khỏi bàn cờ. Nhân phẩm tuyệt vời đến từ anh Tuấn Thích Thú. Anh ấy đã lừa tất cả các cầu thủ còn lại, và thậm chí là hồ ly trong đội hình của Tuấn Thích Thú cũng rất biết cách để có thể khiến cho đối thủ không được chơi. Cứ tưởng rằng là đi quyến rũ đàn ông nhưng không, đó là một cô gái và lại là còn là sát thương chủ lực trong đội hình của Tuấn Thích Thú nữa. Đây là một bước ngoặt mà tôi và anh Dũng không thể ngờ tới được. Và Hoàng Ninja cũng đã thua. Như vậy chúng ta đã có người tranh đoạt bí kíp, người giành vị trí đầu tiên. Cú lừa đến từ anh Tuấn Thích Thú khi ngày hôm nay anh không thích thú. Nhưng cú lừa đó là một cú lừa đã đem lại bí kíp đầy khao khát của tất cả mọi người. Và top 1 trong show Mad Girl Liên Quân tranh đoạt bí kíp xin được gọi tên Tuấn Thích Thú. Và bí kíp đang ở ngay trước mặt anh. Xin chúc mừng anh, chúc mừng Tuấn Thích Thú. Anh Tuấn Thích Thú vẫn còn đang chưa hết ngỡ ngàng và sung sướng khi trong một round đấu đã cùng một lúc hạ hai đối thủ liên tiếp.